Chương 562, Hầu hạ Ngô Hoàng 17. Từ sau khi Minh Thủ ngủ lại ở Tiên Vũ cung, trong cung trở nên bất thường, thứ gì tốt đều miễn phí dâng tặng đến Tiên Vũ cung. Không chỉ có vậy, Minh Thủ còn đặc biệt sai người thu thập các loại kỳ chân dị bảo cho vị hôn quân, toàn bộ đều ban thưởng đến Tiên Vũ cung. Sau đó nghe Phượng Quân nói một câu rằng Tiên Vũ cung trông quá nhạt nhẽo, Minh Thủ lại bắt đầu xây dựng cung điện mới. Ân sủng của Phượng Quân có thể nói là vang bóng một thời, các đại thần thấy Phượng Quân trong cung này ngày càng được sủng ái, chỉ cảm thấy điều này không tốt, và đương sự cũng cảm thấy không được hay. Kẻ thần kinh này đã đưa đẩy hắn đến trên đầu sóng ngọn gió, nàng ta nào đâu phải sủng ái, rõ ràng chính là sự mưu sát, nhưng hắn ta còn không thể cự tuyệt. Làm một vị minh quân rất khó, chỉ cần nửa tháng là làm được một vị hôn quân. Mỗi lần thượng triều, các đại thần đều phải tạo cho bản thân một tâm lý đề phòng, tránh bị minh thủ làm cho tức chết trời cũng đã vào thu khí trời sao còn nóng bức như vậy đúng vậy đúng vậy thời tiết năm nay không biết sao nữa tâm trạng của bệ hạ gần đây cũng giống thời tiết vậy thật khó đoán lý đại nhân hôm qua mới vừa bị đánh xong hôm nay mọi người không có chuyện gì quan trọng để bẩm báo phải không mọi người im lặng một cách kỳ lạ không ngờ lại có chuyện này ninh phủ dung đứng ở sát bên vẻ mặt mờ nhạt nhìn bọn họ đợi thái giám truyền gọi ninh phủ dung đi đầu tiến vào kim loan điện đợi mọi người lần lượt đứng ngay ngắn minh thủ chậm rãi bước ra có một vài cung nữ theo sau, trong tay mỗi người đều đang bê món điểm tâm, lần lượt đặt lên long án. Các đại thần đã quen với bộ dạng bỏ việc chính làm việc phụ này của nàng ta, nói nhiều sẽ bị đánh roi. Để không bị ăn đòn, bọn họ chỉ có thể làm như không thấy gì. Minh thủ ngồi xuống cầm một đống điểm tâm, ý bảo bọn họ bắt đầu biểu diễn. Mỗi ngày đều nghe đám người này báo cáo những chuyện nhỏ nhặt, Minh thủ cũng rất buồn chán, đều muốn làm hôn quân hủy bò buổi chiều sớm này đi. Bệ hạ, thần có tấu, Minh thù lười biếng phất phất tay, nói. Vị đại thần tiến lên là một võ tướng, hình như họ khổng. Khổng tướng quân hạ giọng bẩm báo, ninh an quận chúa cường đoạt Nam Nhi, ẩu đã ấy đánh người đến chết. Bình Thụy Vương bỏ qua luật pháp, cưỡng ép mang quận chúa đi, vu khống là bị hại để lấy lòng quận chúa. ồn ào đến nỗi mọi người đều biết, mời bệ hạ làm chủ cho. Ninh An quận chúa là ai? Minh Thù ở phía trên bối rối trong chốc lát, một hồi lâu mới nhớ ra Bình Thụy Vương là muội muội của Thiên Hoàng. Ninh An quận chúa là nữ nhi của Bình Thụy Vương. Hoàng tộc nước Tử Nguyệt từ trước đến nay luôn thiếu con trai nối dõi, Bình Thụy Vương có một đứa con gái là Ninh An, quận chúa nên thường ngày luôn hết mực nuông chiều. Ngay cả tiên hoàng cũng hết mực cưng chiều Ninh An quận chúa, trái ngược với vị hoàng thái nữ của nguyên chủ không được tiên hoàng cưng chiều đến thế. Hiện tại Ninh An quận chúa cường đoạt Nam Nhi, cũng đã đánh chết người nhưng Bình Thụy Vương muốn bao che cho Ninh An quận chúa, cho nên chuyện này đã ầm ý chuyển đến tai nàng. Minh thủ phân biệt rõ mối quan hệ giữa các nhân vật, luật pháp quy định như thế nào thì xử như thế đó. Có cái gì dễ làm chủ đâu, luật pháp là để làm trang trí thôi sao? Đại lý tự khanh phụ trách vụ án này đứng ra kêu khổ, bệ hạ, bình thụy vương. Bao che cho quận chúa, bọn thần cũng không còn cách nào khác. Ánh mắt Minh thủ nhìn vào Ninh Phủ Dung, thừa tướng, ngươi thấy thế nào? Ninh Phủ Dung tự hồ sớm đã có chuẩn bị, tiến lên hai bước trả lời, bệ hạ, việc này thần cũng không rõ ràng, cụ thể cần đại lý tự khanh giải đáp. Thần không dám nói bậy, đại lý tự khanh lại bị điểm danh, không thể làm gì khác hơn là lo mồ hôi rồi lên tiếng. Lúc đó Ninh An quận chúa ẩu đã đánh chết người trên đường, không ít bách tính đều nhìn thấy. Nhưng không biết trong đó có ẩn tình gì, bọn thần tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Bình Thụy Vương không cho bọn thần diện kiến Ninh An quận chúa. Đại lý tự khanh có thể nói là vô cùng có kỹ xảo, đã trả lời được vấn đề lại không đắc tội với Bình Thụy Vương. Đến lúc đó bệ hạ thiên vị Bình Thụy Vương, ẩn tình này sẽ có tác dụng lớn còn chuyện bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào hắn ta không biết cũng không dám đoán gần đây bệ hạ không hòa thuận lắm với thừa tướng nhưng tính tình lại càng thêm khó đoán gần vua như ở gần cọp hắn ta vẫn vẫy đuôi làm bề tôi điều tra điều tra được kết quả ra sao thì xử lý như vậy ai dám ngăn cản khiến hắn tìm đến chậm vậy minh thủ vỗ bàn đưa ra kết luận đại lý tự khanh toát mồ hôi lạnh vâng khổng tướng quân nghe vậy đương nhiên là hài lòng với quyết định này cũng không nói nhiều lui về trong hàng thừa tướng Ninh Phù Dung chuẩn bị lui về liền bị gọi lại, nàng buồn chồn lo lắng, bệ hạ. Minh thủ nghiêng người dựa vào tay vị Long ỉ, nâng bàn tay trắng ngẩn lên chống cằm, chừng nào ngươi tạo phản hả. Không gian dường như đã bị người ta bấm nút tạm dừng vậy. Hai chữ tạo phản này bất kể ở triều đại nào, thường cũng bị cấm tồn tại. Bình thường mọi người nói đều là sự mơ hồ, đâu có nghĩ rồi có một ngày bọn họ sẽ ở trên kim loan điện, nghe thấy tiếng nói của người trên Long ỉ. Dùng một hơi thở chờ đợi rồi lại nói ra với giọng điệu hưng phấn, trời nóng quá bọn họ đều nóng đến mức ốm cả rồi dòng máu toàn thân ninh phù dung dường như đông cứng lại bàn tay nàng run rẩy một hồi lâu bệ hạ vì đâu ngài nói lời này vậy chỉ là tùy tiện nói ra thôi minh thủ nhẹ nhàng nói giống như nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp vậy bệ hạ lời này không thể nói lung tung được thần đối với bệ hạ hết mức trung thành mong người chứng giám minh thủ ngạc nhiên làm sao chứng giám đào lên sao hôm nay không thể hàn huyên rồi các đại thần hiện tại cũng xem như đã nhận ra ở đây bệ hạ đang nhằm vào thừa tướng trước đây tốt đến mức như hai người sống cùng nhau sau một khoảng thời gian sau lại trở nên như vậy mọi người đều không dám nói lung tung ninh phủ dung có thể làm sao đây chỉ có thể đổi chủ đề bệ hạ thần có việc cần tấu minh thủ hơi thất vọng hừ thật là không tạo phản ninh phủ dung nghiến răng bệ hạ thần muốn mời bệ hạ ban hôn minh thủ nheo mắt ngươi muốn gà cho mạnh lương ninh phủ dung chợt ngẩng đầu sau đó nghĩ kỹ lại gần đây nàng hành động cũng không có gì phạm cấm kỵ, nàng biết cũng không có gì lạ. Thần tấu xin gả cho mạnh lương tướng quân, cũng xin bệ hạ tác thành cho. Quần thần lại một phen náo động. Thừa tướng thực sự muốn cưới mạnh lương. Mạnh gia có binh quyền, thừa tướng có thực quyền, hai người này hợp lại thì còn gì nữa. Việc này hầu như là không thể. Bất kỳ vị đế vương, nào cũng không thể đồng ý. Nếu như điều này có thể giúp ngươi có gan tạo phản hơn thì chấm chuẩn tấu, tùy ý thành hôn các đại thần chỉ cảm thấy hai má bị tát đau nhói. Rất tốt, bọn họ có một vị nữ hoàng khác biệt. Vị sử quan ghi chép bên cạnh tự hồ như muốn điên lên, việc đặc biệt thế này thì biết viết sao đây. Nữ hoàng bệ hạ khuyến khích thừa tướng đại nhân tạo phản, còn chủ động tặng binh quyền. Tim ninh phù dung cũng đập loạn xạ nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, tạ chủ long ân. Không cần khách sáo, sớm ngày tạo phản. Các đại thần, đây e là nữ hoàng giả. Không còn chuyện gì, bãi chiều đi, minh thù cầm điểm tâm rời đi về cơ bản không đợi bọn họ nói gì minh thù vừa đi các đại thần tự dưng thở phào nàng lười biếng ngồi ở trên kia bọn họ lại không thấy được một chút thoải mái nào bệ hạ không phải đã bị điều gì đó kích thích đấy chứ không phải bệ hạ đã bị chúng ta đó chứ bệ hạ và thừa tướng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trước đây muốn thừa tướng tiến cung thừa tướng không đồng ý nàng xoay người liền muốn phong tuyên đế chiều trước là phượng quân giờ khuyến khích thừa tướng tạo phản Chương 563, Hầu hạ Ngô Hoàng 18. Thời gian Ninh Phù Dung chuẩn bị hôn lễ, Minh Thủ càng giống một vị hôn quân, thậm chí có lúc còn lên chiều muộn. Các đại thần nghe nói quân tuyệt ở hậu cung rất lộng hành ngang ngược, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khiến một đám đại thần càng lo lắng, hoài nghi là quân tuyệt đã mê hoặc nữ hoàng bệ hạ của bọn họ. Từng tấu chương ngày ngày được chuyển lên. Minh Thủ cầm những tấu chương đó, mắng xối xả trả về, mắng xong còn dám chuyển thì trực tiếp lôi ra đánh, đánh xong vẫn dám chuyển hay lắm nên từ quan về nhà làm ruộng đi mà vẻ mặt của chính chủ rất vô tội hắn đã làm sai chỗ nào chứ các vị quan lớn không muốn làm loạn chỉ muốn thay nàng diệt họa hại nước hại dân vì không chịu nổi bệ hạ mấy người này đều dùng được quân tuyệt để danh sách những cái tên hữu dụng trước mặt minh thù minh thù nhìn cũng không nhìn trực tiếp giao cho liên tâm giao cho chu đại nhân quân tuyệt khóe miệng giật một cái bệ hạ người không sợ ta sẽ tự sắp xếp người của mình trong miệng minh thù chứa mất hoa quả giọng điệu đầy mật ngọt ngọt mềm trong trẻo hoan nghênh tạo phản quân tuyệt người cho rằng tạo phản là trò chơi muốn phản là phản sao rốt cuộc bệ hạ có tư tưởng của một nữ hoàng không chỗ này để cho người tới chơi sao quân tuyệt tức đến mức muốn nổ tung sắc mặt hắn thay đổi bệ hạ người không muốn giải thích với ta một chút sao tại sao muốn đẩy ta tới đầu sóng ngọn gió lão tử mê hoặc nàng lúc nào mỗi buổi tối bọn họ cũng chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm nàng hình như không có hứng thú với chuyện đó nha. Minh thủ suy nghĩ một chút, sẵn cho bọn họ có lý do chính đáng để tạo phản. Chấm rất tâm lý nha. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn cưng chiều hắn. Dù sao cũng khó có cơ hội, những vị kia không phải ai cũng có thể quang minh chính đại làm hôn quân như ta. Quân tuyệt, ha ha. Lão tử nên hô to bệ hạ anh Minh không nhỉ? Chẳng những giật dây cho người ta tạo phản, còn cung cấp cả binh quyền cho người ta. Bây giờ cho luôn lý do tạo phản chính đáng nữa có phải người sợ bọn họ không tạo phản không người dứt khoác thoái vị là được làm bệ hạ gì chứ quân tuyệt đi tới bên cạnh minh thù ngồi trên tay vị lông mày rủ xuống nhìn nàng trong giọng nói kiềm chế đến rất thấp bệ hạ không sợ ta gặp chuyện không may sao minh thù ôm mứt hoa quả lui về phía sau cảnh giác hỏi ngươi sẽ gặp à dựa vào gần chậm như vậy làm gì muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm sao hiện tại ta chỉ dựa vào sự bảo hộ của bệ hạ bệ hạ cưng chiều ta như vậy chỉ sợ giờ đây ta đã trở thành cái gai trong mắt của không ít người. Bệ hạ, người cảm thấy ta sẽ không gặp chuyện không may sao? Đồ thần kinh muốn dùng phương pháp này để ép chết hắn, tại sao trước đây hắn không nghĩ tới chứ? Quân Tuyệt cảm giác mình đã đạt đến một kỹ năng mới. Người sẽ không sao." Nụ cười ở khóe miệng Minh Thù uốn cong, đó là kiểu cười vừa tự tin lại vừa kiêu ngạo, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Thứ nhất hắn không phải người bình thường, hắn có thủ đoạn gì nàng tạm thời không rõ lắm nhưng bảo vệ mạng sống hoặc để xử lý sự việc nào đó, hắn tuyệt đối có thể làm được. Thứ hai, thực lực của bản thân hắn không kém, tuy rằng lúc này hắn tỏ ra mềm yếu như vậy, nhưng thân thể hắn ẩn chứa sức mạnh, những chuyện này trong lúc hắn không để ý đã để lộ ra. Coi, như hai điều trên có thể không đúng, vẫn còn nàng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Bệ hạ tin tưởng ta như vậy sao? Quân tuyệt cười nhạt, ta chẳng qua chỉ là một hoàng đế vong quốc. Chẳng không phải đã cho ngươi thực quyền sao? Ngươi xem, bây giờ ngươi chính là người nắm quyền của nước tử nguyệt. Quân tuyệt, ngươi lấy tấu trương về là muốn lừa lão tử phê tấu trương cho ngươi. Lão tử không muốn. Mình thủ nhét một đống tấu trương vào trong ngực hắn, đứng dậy rồi rời khỏi. Quân tuyệt nhẹ buông tay, tấu trương rơi lột đột xuống, chảy đầy đất. Quân tuyệt lôi Minh thủ trở lại, Minh thủ ngã xuống ghế rồng. Quân tuyệt thuận thế áp trên người nàng, không cho nàng đứng dậy. Âm thanh của hắn trầm thấp, bệ hạ, ta không muốn làm người nắm quyền của nước tử nguyệt gì đó, Quân Tuyệt từ từ tới gần Minh Thù, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, ta chỉ muốn làm người nắm quyền của bệ hạ. Minh Thù một tay che chở mứt hoa quả, một tay để trước ngực Quân Tuyệt, "Phượng Quân, có chuyện gì từ từ nói, không nên động tay động chân." Đồ ăn vặt của chấm sắp bị văng ra. Cánh môi của Quân Tuyệt di chuyển, từ cổ đến mặt, mỗi một lần đều rất nhẹ như vẻ hời hợt. Hắn muốn lấy mất hoa quả trong tay thủ. Minh Thù, Minh Thù không chịu buông tay. Quân Tuyệt nhẹ giọng dỗ nàng, bệ hạ, ta không đoạt, để xuống, một lát nữa ăn. Minh thủ trơ mắt nhìn mứt hoa quả bị quân tuyệt bỏ qua một bên, hô hấp nhỏ lại. Đồ ăn vặt, đợi lát nữa chẫm lại sủng hạnh ngươi. Dường rồng rất lớn, đủ để quân tuyệt lăn nhiều lần. Bóng dáng hai người chồng chéo lên nhau. Cả phòng đầy mùi ấm áp. Sau đó, quân tuyệt hơi bối rối dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng nhìn vết bẩn màu hồng hồng dính trên long bào, hắn hơi lúng túng. Ghé sát minh thủ đang ăn mứt hoa quả trên bàn hỏi, bệ hạ, cái này xử lý như thế nào? không biết minh thủ đáp một tiếng uể oải quân tuyệt nghĩ hỏi nàng cũng vô dụng tịch thu luôn long bào một lát nữa chuẩn bị mang ra ngoài hủy dấu vết hắn ngồi xuống nhặt tấu trương lên sau đó ngồi bên cạnh minh thủ bắt đầu chăm chú phê tấu trương cái giá thật là lớn hôm nay lại thức đêm số ta thật khổ chiêm chiếp chiêm chiếp minh thủ xoay người dựa vào quân tuyệt đang lầm bầm bất mãn nửa đêm ở đâu có chim quân tuyệt thấy nàng từ từ nhắm mắt bèn ôm nàng đến phía sau dưỡng tâm điện đặt trên giường lại đợi thêm chốc lát xác định nàng đã ngủ lúc này mới đứng dậy ra ngoài dưỡng tâm điện ngoài điện màn đêm tối như mực hắn xuyên qua cấm quân đi qua chỗ vắng vẻ cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó trong bóng tối đứng yên chờ một lát sau có bóng đen lặng yên không tiếng động từ chỗ cao hạ xuống quân tuyệt ẩn trong bóng đêm chỉ có âm thanh truyền ra giữ khoảng cách chuyện gì bóng đen nói ra kêu ta tới thông báo với người nghĩ cách đem cái này cho bệ hạ dùng một vật được đưa tới, quân tuyệt không đón nhận. Mọi người muốn làm gì ta không quản nhưng đừng kéo ta vào. Lão tử không có hứng thú tạo phản, đối với phục quốc cũng không có hứng thú. Bệ hạ, chớ quên là ai là mất tịch chiếu. Một tiếng bệ hạ giống như đang nhắc nhở hắn, hắn là hoàng đế vong quốc của tịch chiếu. Bóng đen để đồ vật trên mặt đất, bệ hạ hãy suy nghĩ thật kỹ. Cũng như lúc tới, bóng đen trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân tuyệt yên lặng nhìn những vật trên mặt đất, khóe, miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Gió thổi rì rào, thổi đến y phục trên người hắn nghe phần phật. Một lúc lâu hắn tùy ý búng một cái như muốn phủi đi những thứ bẩn thỉu, không quay đầu lại đi về hướng dưỡng tâm điện. Bóng đen xuất cung, sau một hồi lướt trên đường, hạ xuống một chỗ trong lầu cát. Người đàn ông đứng yên phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài. Ở trong phòng, ánh trăng vẽ thân hình người đàn ông kéo dài, gợi lên vẻ cô tịch. Bóng đen đẩy cửa đi vào, nửa quỳ dưới đất, ra, đồ đã giao qua rồi. Diệp Mạc Trần gật đầu, hắn phản ứng thế nào? Bóng đen hơi lưỡng lự, nói ra ý kiến của mình, thuộc hạ thấy. Hình như là không tự nguyện. Diệp Mạc Trần xoay người, Hoàng Huynh vì Đông Ngọc, hắn vì Đông Khuynh. Nữ nhân của nước tử nguyệt thật đúng là lợi hại. Bóng đen không dám nói tiếp. Diệp Mạc Trần một lát sau mới nói, đã như vậy, cũng không cần đặt hy vọng trên người hắn. Vâng, chương 564, Hầu Hạ Ngô Hoàng, 19. Thời gian tiếp theo, Minh Thủ càng không cố kỵ cưng chiều quân tuyệt, thỉnh thoảng thậm chí còn hủy bỏ lên triều. Bên ngoài bây giờ cũng bắt đầu truyền tụng nàng ngu ngốc vô đạo, cứ như vậy, triều đình sẽ không còn vững chắc, có thể sẽ xảy ra chiến tranh loạn lạc. Các đại thần theo phe minh thủ lo lắng đến tóc đều sắp bạc trắng cả rồi. Bệ hạ đang làm gì vậy, quân tuyệt đó? Nói thẳng ra chính là tai họa. ơi bệ hạ trước kia gần gũi với Ninh Phù Dung, chúng ta nói gì cũng không nghe, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế nữa. Chu đại nhân người nói gì đi, chúng đại nhân nhìn về chu đại nhân bên cạnh không lo lắng đang uống trà lúc này rồi mà chu đại nhân còn có tâm tình uống trà chu đại nhân đặt chén trà xuống chậm rãi nói ta có thể nói gì được bệ hạ không nghe chúng ta chúng ta lại không thể thay thế bệ hạ quyết định nên chư vị đại nhân không cần lo âu như vậy sao không lo âu được đúng vậy đấy ta đây mỗi ngày ngủ không yên xem tóc ta này đã bạc trắng hết nửa đầu rồi năm đó tiên hoàng để chúng ta phò tá bệ hạ nay lại xảy ra chuyện thế này ta lấy mặt mũi đâu mà đi gặp tiên hoàng Chu đại nhân cũng không nhiều lời nữa, hắn gần đây vẫn giúp Minh Thù làm việc, biết nàng đang tính toán điều gì, bây giờ người muốn đổi cũng đã đổi hết. Bệ hạ. Bệ hạ nhìn không giống hồ đồ ngu xuẩn như vậy. Lúc đối phó bọn họ, nhìn qua thì có chút tính tùy hứng, nghĩ thế nào liền làm thế ấy, nhưng những tấu chương chính sự nàng đều xử lý vô cùng tốt. Đại khái là bệ hạ muốn làm tê liệt những kẻ mang lòng dạ xấu xa. Chu đại nhân tìm một cái cớ cho Minh Thù, kỳ thực Minh Thù chỉ đơn thuần là muốn kéo ra trị thù hận của bọn hắn mà thôi. Ngày gần đây, trong kinh xảy ra một đại sự, Ninh An quận chúa đã chết. Có rất nhiều lời đồn về cái chết của nàng, có người nói là tự sát, có người nói là bị người ta báo thù, còn có người nói là do quỷ ám. Ninh An quận chúa chết khiến Bình Thụy Vương hết sức đau lòng, tiến cung yêu cầu Minh Thù làm chủ cho Ninh An quận chúa. Tin tức lan truyền bên ngoài không đáng tin cậy, tin tức Minh thủ bên này chuẩn xác hơn nhiều, Ninh An quận chúa là bị người ta giết chết. Lúc đó, Ninh An quận chúa đã bị nhốt tại đại lý tự. Ninh An quận chúa cuối cùng là do chúng độc chết. Minh thủ làm sao làm chủ? Nàng lại không biết người nào là hung thủ, chỉ có thể chọn một vài người theo đại lý tự khanh đi thăm dò. Ái phi, ngươi thấy thế nào? Minh thủ gác chéo chân hỏi quân tuyệt đang phê duyệt tấu trương bên cạnh. Quân tuyệt nói, Ninh An quận chúa đắc tội không ít người. Minh thủ như có điều suy nghĩ gật đầu, bị người ta trả thù. Không đúng, nàng bị giam, coi như trả thù cũng có thể đợi nàng trở ra. Quân Tuyệt đặt bút xuống, Ninh An quận chúa chết, người nào có lợi ích lớn nhất. Nói như vậy không đúng lắm, dù sao bây giờ muốn tạo phản không chỉ có một nhóm người. Minh Thủ ôm miệng cười, Bình Thụy Vương theo bên nào? Mặc dù Bình Thụy Vương đã không quản thế sự, nhưng năm đó cũng là vương gia anh dũng thiện chiến của nước Tử Nguyệt, trong tay bà ta còn có một phần binh lực, cộng thêm uy tín của bà ta, giành được chiến đội của Bình Thụy Vương cũng rất có lợi. Quân Tuyệt, ngươi còn biết không chỉ có một nhóm người lão tử còn tưởng rằng ngươi không biết nữa chứ bây giờ bệ hạ người nên đi xoa dịu bình thụy vương để bà ta ủng hộ người minh thủ hiếu kỳ ngươi nói bình thụy vương có muốn tạo phản không quân tuyệt sám mặt lại sợ người tạo phản chưa đủ nhiều sao còn muốn thêm nữa thật sự không sợ thiên hạ này đổi chủ bệ hạ đổi người hai lần bình thụy vương xem như không muốn tạo phản cũng sẽ tạo phản quân tuyệt nhịn không được dỗi nàng minh thủ chớp mắt cười ngây ngô vậy thì phải chờ đợi mới biết được Ây, thật là đói. Suy nghĩ thật phí sức lực, đi ăn một chút gì bồi bổ não. Minh thù đứng dậy lắc lư đi ra ngoài, quân tuyệt hận không thể gặp tấu trương lại đập chết nàng, hiện tại thời điểm này, nàng cũng không hề khẩn trương. Có chút nào giống có tư tưởng của bệ hạ không? Ngươi làm hoàng đế gì chứ? Ngươi dứt khoác đi tìm cái chết đi. Dựa vào cái gì mà lão tử là hoàng đế vong quốc phải ở chỗ này, phê tấu trương cho nàng. Không phê nữa. Quân tuyệt mở tung tấu trương để đầy bàn, ngồi bực tức trên ghế rồng, ngồi được một hồi, lại chịu khó kéo tấu chương qua. Lão tử là vì thương hại nàng, quan tâm chăm sóc kẻ phản diện bị điên, tuyệt đối không phải bởi vì lý do gì khác. Minh thủ mặc kệ chuyện của Bình Thụy Vương, ngươi muốn tức thế nào thì cứ tức, chậm sẽ nhìn ngươi. Bình Thụy Vương tức đến phát hỏa, sau đó cũng không vào cung nữa. Không quá hai ngày, Ninh Phù Dung đã tra ra hung thủ sát hại Ninh An quận chúa. Vì vậy trong hôn lễ của Ninh Phù Dung, Bình Thụy Vương đưa tới một món quà lớn, quan hệ giữa hai người này không tính là mật thiết, nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều. Tháng 10, vốn thời tiết phải nóng bức đột nhiên giảm nhiệt, toàn bộ kinh thành mưa rầm kéo dài, đã có chút khí lạnh. Mà sau đó chưa tới 2 ngày, đã có tin tức phía nam hồng thủy khó khăn, vô số bách tính trôi giặt khắp nơi, dân chạy nạn vô số, có địa phương ngay cả phủ quan cũng bị ngập. Đây có thể nói là một trận hồng thủy lớn nhất lịch sử. Cả ngày Minh Thủ và đám đại thần thảo luận chuyện cứu nạn thiên tai ở Kim Loan Điện, hiện tại ngoại trừ việc phái người đi giúp đỡ bách tính, cũng không thể làm cho hồng thủy dừng lại. Cho nên ai đi cũng là một vấn đề. Cứu nạn thiên tai tuy là một công việc béo bở, nhiều người cũng muốn đi, chuyện này cũng kiếm được một khoản. Nhưng bọn hắn lại không thể thể hiện khao khát quá mức, còn phải đưa ra lý luận để thuyết phục quần chúng cùng với minh thù. Mỗi ngày lên chiều cũng giống như đánh trận. Nếu tất cả mọi người muốn đi, vậy thì chúng ta bắt thăm đi. Hôn quân minh thù lại nghĩ ra chiều mới. Chúng đại thần, bây giờ ái khanh nào tình nguyện đi kiếm một khoản. Minh thủ tằng hắng một cái, trầm giọng cười nói, lắp bắp làm gì, tình nguyện vì nước phân ưu mới đứng ở giữa. Lắp bắp quỷ chứ. Sao người lại nói ra lời như vậy? Có đại thần đứng ra chỉ trích Minh thủ, bệ hạ, chuyện lớn như thế, đâu phải như trò đùa. Ngươi không muốn đi thì không nên làm trễ nãi người khác vì nước phân ưu, bụng dạ ngươi thật khó lường. Minh thủ trầm lặng nói, đại thần bụng dạ khó lường nhăn mặt. Thừa tướng, người không khuyên giải bệ hạ sao? Ninh Phù Dung vẫn có giá của thừa tướng, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không mở miệng. Cho nên lúc này được đại thần gọi tên, Ninh phủ Dung mới đứng ra, Bệ hạ, việc cứu nạn thiên tai không phải chuyện đùa, không phải người người đều có thể đảm nhiệm được, cũng xin bệ hạ suy nghĩ lại. Phía dưới một đám đại thần hô lớn, Bệ hạ xin hãy nghĩ lại. Chấm suy nghĩ qua nhiều lần, mọi người không phải đều muốn đi sao? Chấm cũng là vì tốt cho các ngươi, ngươi xem, hiện tại cơ hội là bình đẳng, chúng ta cũng không làm giả được, người nào bắt được chính là người đó. Rất công bằng, mọi người còn không hài lòng cái gì. Cùng bệ hạ lên chiều sao lại mệt mỏi như vậy. Mà sau lời nói của Minh Thủ, có đại thần yên lặng lui về phía sau mấy bước, đặc biệt Chu Đại Nhân cùng với những người theo phe Chu Đại Nhân, thấy hắn lui cũng lập tức lui theo. Minh Thủ vỗ bàn, được rồi, ái phi còn đang chờ chậm, Liên tâm mau cho bọn họ bắt thăm, bắt xong thì về nhà ăn cơm, chờ ở đây rêu rao bậy bạ rằng chậm không cho ăn. mươi 565, Hầu Hạ Ngô Hoàng 20 bởi vì cuối cùng không ai đứng ra, nói chung là cảm thấy đứng ra chỉ thừa nhận bọn họ giống như đi kiếm thêm một khoản. Cuối cùng, Minh Thù để cho bọn họ cùng bắt. Không đồng ý? Được thôi. Cửa lớn ở bên đó, vui vẻ cút ra ngoài, đại thần không thể vì nước phân ưu thì có ích lợi gì. Các đại thần có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nuốt trong bụng, cuối cùng làm theo cách của Minh Thù bắt thăm. Chu đại nhân, cái này là ý gì? Đại thần đem que gỗ đưa cho Chu đại nhân nhìn. Mặt trên viết bánh màn thầu que gỗ của chu đại nhân có viết hai chữ bánh bao yên lặng bỏ vào trong tay áo mắt nhìn thẳng về phía trước đồng liêu không lấy được đáp án từ chỗ chu đại nhân lại xoay sang hỏi đồng liêu bên cạnh mọi người đều bắt được que gỗ có liên quan tới thức ăn ninh phủ dung bắt chúng cũng là thức ăn nàng nhíu mày nhìn minh thủ minh thủ cười híp mắt nhìn nàng nụ cười kia rõ ràng ôn hòa mềm mại nhìn qua ấm áp nhưng đáy lòng nàng tự dưng sợ hãi mọi người đều rút xong Minh thủ chậm rãi mở miệng, bắt được thức ăn có thể về nhà ăn cơm, bắt được heo về thu dọn, ra cửa bắc, lập tức xuất phát. A, à, âm thanh phát ra chính là từ một đại thần đứng cách Chu đại nhân không xa, tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi trên người hắn. Đại lý Tự Khanh có chút ngơ ngác, hắn, hắn đang lo vụ án, tại sao phải đi cứu nạn thiên tai? Bệ hạ, cái này không đúng đâu. Minh thủ mỉm cười nhìn Đại lý Tự Khanh, lập tức xuất phát, Ái Khanh có ý kiến gì không? Không đại lý tự khanh lau mồ hôi lạnh thần đi chúng đại thần mới phản ứng kịp ý nghĩa viết trên mặt của vị kia chính là lập tức xuất phát cũng có thể nói là lúc bọn họ vẫn còn đang tranh luận người nào đi cứu nạn thiên tai nàng đã sắp xếp xong tất cả chỉ chờ người cuối cùng dẫn dắt lúc đồng liêu đang nhìn soi mói đại lý tự khanh ngơ ngác đi ra đại điện ta là ai ta ở nơi nào ta phải đi làm gì nhìn đi như vậy không phải đã giải quyết rồi sao mình thủ ngáp một cái đứng dậy tùy ý phất tay bãi chiều sau này, các đại thần tìm hiểu mới biết được, ngoại trừ đại lý Tự Khanh còn có mấy vị quan viên được minh thủ tự mình sắp xếp, lấy danh nghĩa phụ tá đại lý Tự Khanh cùng đi cứu nạn. Phụ tá này hiện tại xem ra, giống như, đúng vậy, chính là giám sát. Các đại thần có tư duy minh mẫn hơn một chút sẽ bắt đầu luống cuống, hành vi ngày thường của bệ hạ có hơi hoang đường nhưng bây giờ xem ra, chuyện đại sự nàng hoàn toàn không hoang đường một chút nào. Ninh phủ Dung đi ra Kim Loan điện, bên ngoài mưa rầm kéo dài mãi đến khi đại thần đều đã đi hết nàng mới đi ra ngoài cung mạnh lương ở ngoài cung đợi nàng vẻ mặt hơi lãnh đạm dìu nàng lên xe ngựa ta vừa mới nhìn thấy đội cứu nạn thiên tai xuất phát tại sao lại là đại lý tự khanh ninh phủ dung tức cười chàng biết nàng ấy làm sao để chọn người không mạnh lương dừng hai giây làm sao ninh phủ dung cắn răng bắt thăm nàng ta có đoán thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ tới nàng lại dùng cách thức như vậy để quyết định mạnh lương mạnh lương rất nhanh lại nói nếu chuyện này đã quyết định rồi, vậy cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian. Ta sẽ mau chóng thuyết phục cha ta để lấy binh phù, bên đó nàng cũng nên nắm bắt một chút. Ninh Phù Dung đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Lương, ta rất ngạc nhiên, vì sao chàng dễ dàng bị ta thuyết phục như vậy. Trên, mặt Mạnh Lương lộ ra một chút giận dữ, thừa tướng chả lẽ đã quên chuyện ngày trước đã làm với ta. Ninh Phù Dung lắc đầu, Mạnh Lương tướng quân, lý do này không đủ để chàng đứng về phía ta. Mạnh Lương nói, Nàng ấy tình nguyện chọn tên hoàng đế vong quốc kia, cũng không muốn chọn ta, lý do này đã đủ chưa?" Ninh Phủ Dung nhìn Mạnh Lương một lúc lâu, chuyển đề tài, "Mạnh Lương tướng quân làm thế nào để thuyết phục lệnh tôn?" Chuyện này cũng không phiền đến thừa tướng phải nhọc lòng. Khóe miệng Ninh Phủ Dung cười một cái, "Ta đây sẽ chờ tin tức tốt của Mạnh Lương tướng quân." Minh thủ giữ Chu đại nhân lại, dặn dò hắn chú ý một chút tới động tĩnh của Ninh Phủ Dung, sau đó phái người xuất cung. "Liên Tâm, táo của trẫm đâu?" Liên tâm bước vài bước đã chạy tới, bệ hạ, sao gì ạ? Táo, ăn, khoái miệng liên tâm co lại, vội vàng đem táo đỏ đưa cho minh thù. Cái này cũng không phải gọi là táo. Thôi đi, bệ hạ nói cái gì thì chính là cái đó. Minh thù ăn táo rồi đi về hướng tiên vũ cung. Mấy ngày gần đây mưa rầm kéo dài, minh thù đến tiên vũ cung. Mưa còn lớn hơn, tiếng mưa rơi áp đi vài phần tiếng bước chân của nàng. Nàng nhìn quân tuyệt ngồi trên bàn viết chữ một hồi mới bước tới mấy bước long bào trước mặt quân tuyệt chiếu xuống, cảm giác trên cổ hơi nặng, hắn bị người từ phía sau ôm lấy. Bệ hạ, quân tuyệt để bút xuống, nhớ ta sao? Không phải. Vậy sao bệ hạ lại ôm ta? Minh thủ buông hắn ra, mặt mày cười trúng chính trả lời, ôm phượng quân của chấm cần phải có lý do gì? Chấm muốn ôm thì ôm. Bệ hạ muốn ngủ không? Không muốn. Tố cáo, nơi này có người lái xe. Nhưng mà ta muốn. Chấm có tấu trương vẫn chưa xem minh thù cầm tấu chương trên bàn lên quân tuyệt nhìn nàng cũng không vạch trần minh thù giả vờ xem được một lúc liền buông xuống cái này chi chít làm nàng sắp bị hội chứng sợ những cái lỗ nếu như đổi thành đồ ăn vặt thì thật tốt sao bệ hạ không xem nữa nếu ngươi có thể xem tiếp lão tử sẽ livestream trẫm nhớ ra có chút việc còn chưa xử lý minh thù đứng dậy ây còn một đống đồ ăn vặt chờ trẫm xử lý bệ hạ quân tuyệt kéo nàng cố tình hạ thấp giọng ở đây với ta một chút đi Ngươi cũng không phải là trẻ con, còn muốn chẫm giữ ngươi? Minh thủ ghét bỏ. Quân tuyệt nói rất nghiêm túc, nhưng ta ở trong cung chỉ có mình bệ hạ, còn có cả một thiên hạ chờ chẫm quản lý, không rảnh chơi với ngươi. Quân tuyệt lấy một chiếc hộp từ bên cạnh, mở ra trước mặt Minh thủ, mùi vị ngọt ngào đập vào mặt. Minh thủ cười trở về ngồi, chẫm rất bận rộn, sẽ ở với ngươi một lát thôi. Ừm. Quân tuyệt cầm điểm tâm đút cho Minh thủ, thuận thế ôm nàng vào lòng có ăn minh thủ sẽ không để ý đến cử chỉ của quân tuyệt hai người ngồi xuống lần này hơn nửa ngày đó quân tuyệt cũng không biết tại sao mình lại thích nàng dù sao tiềm thức của hắn nói cho hắn biết là phải thích nàng nếu không mình sẽ hối hận hắn tin tưởng bản thân không muốn để cho mình hối hận tuy là người này hơi phiên quân tuyệt thở dài đầu óc hắn lúc đó nhất định là đang bị lừa mới giữ lại bên mình một sự phiền toái lớn như vậy ngẫm lại lại tức giận bệ hạ hôn ta đi không muốn Bệ hạ. Quân Tuyệt cố ý kéo dài thanh âm, Minh Thù toàn thân nổi da gà. Quân Tuyệt còn không buông tha, tiếp tục dùng giọng điệu, "Đó gọi nàng, đừng kêu nữa." Minh Thù thúc giục hắn ngừng lại, Trẫm còn chưa chết, ngươi gọi hồn à?" Quân Tuyệt, trong kịch bản nhân vật nam chính gọi nữ chính như vậy, không phải điều hình dung là gọi đến mức toàn thân mềm nhũn. Sao đến hắn lại không linh nữa? Lại lừa gạt lão tử. Minh Thù ngửa đầu hôn một cái, chuẩn bị tức giận quân tuyệt, về sau nói chuyện đàng hoàng, đừng có quấy rối. Ai quấy rối? Người mới quấy rối. Quân tuyệt cúi đầu cắn nhẹ môi minh thủ. Chương 566, Hầu hạ Ngô Hoàng 21. Trận mưa này duy trì liên tục nửa tháng, nửa tháng sau mưa mới tạnh, khí trời lại đột nhiên bắt đầu chuyển nóng. Dân chạy nạn phương Nam đã bắt đầu đi về hướng Kinh Thành, dịch bệnh đã có dấu hiệu bộc phát. Chỉ sau vài ngày đã có vô số người chết, theo lượng dân chạy nạn ồ ạt vào Kinh, trong Kinh cũng đã có người nhiễm bệnh ban đầu nghe nói dịch bệnh bạo phát kinh thành chỉ cấm dân chạy nạn vào thành đáng tiếc luôn luôn có quan to quý tộc từ nơi khác vội trở về và dịch bệnh cũng cứ như vậy bị mang vào kinh thành trận dịch bệnh này bạo phát nhanh chóng hung mãnh hầu như không cho người ta bao nhiêu thời gian phản ánh toàn quốc đã bị dịch bệnh chiếm giữ để dự phòng dịch bệnh hoàng cung cũng bắt đầu khử trùng khiến cho toàn bộ hoàng cung đều là vị thuốc đông y khó ngửi mà lúc này đây có người đồn rằng bởi vì minh thủ hôn quân vô đạo sủng hạnh vua của tiền triều mới khiến cho trời xanh nghiêm phạt lần này. Còn nói bệ hạ nên xử tử phượng quân, vậy mới có thể dẹp loạn cơn giận trời xanh. Liên tâm run lẩy bẩy nói những lời đồn bên ngoài cho minh thù. Bọn họ sao không trực tiếp phế chuất chấm đi? Chấm còn chưa làm ra chuyện gì, trời xanh đã dáng trừng phạt sao? Trời xanh là giả nhì. Liên tâm không dám nói tiếp, có một số việc chưa đến thời khắc tối hậu, mọi người vẫn còn cấm kỵ. Người của Thái Y Viện đều phái ra ngoài. Vâng. Liên tâm gật đầu, Phương thuốc dịch bệnh do các đại nhân ở Thái Y viện suốt đêm nghiên cứu chế tạo hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Minh thủ gật đầu. Thế nhưng trận dịch bệnh này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bọn họ nghĩ, nhiều thái y của Thái Y viện liên hợp như vậy, nhưng chưa ai có thể đưa ra một phương thuốc hữu dụng. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đã bắt đầu bay ra mùi thối giữa, trong khí trời nóng bức nơi này, mùi đó thật sự rất khó ngửi. Minh thủ ra lệnh cách ly kinh thành, giữa nơi đã lây lan và nơi chưa bị nhiễm bệnh lương thực vẫn phát như thường, miễn cưỡng có thể ổn định dân chúng khỏi bạo loạn. Nhưng đó không phải là biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết thật sự là tìm cách nào ức chế trận dịch bệnh này. Minh Thủ không biết giải quyết như thế nào, Ninh Phủ Dung cũng không biết. Kiếp trước cũng không có trận dịch bệnh này. Thừa tướng, chi bằng chúng ta khởi binh đi. Dịch lãng đề nghị với Ninh Phủ Dung. Đây là một cơ hội tốt, hiện tại lòng người trong hoàng thành bàng hoàng, đều đồn nhau, rằng vì vị vua kia hôn quân vô đạo mới khiến trời xanh nổi giận giáng phạt, vừa hay cũng cho chúng ta một lý do ninh phù dung lắc đầu dịch bệnh không giải quyết được dù có lấy được vị trí kia thì cũng có ích gì hiện tại quan trọng nhất là tìm được biện pháp giải quyết dịch bệnh chỉ có giải quyết được dịch bệnh mới được dân chúng ủng hộ đến lúc đó dù nàng khởi binh cũng là thuận lòng dân mà không phải mưu nghịch thừa tướng yên tâm khởi binh dịch bệnh ta sẽ giải quyết mạnh lương ngồi ở góc đột nhiên lên tiếng đương nhiên nếu thừa tướng tin được lời của ta chàng Ninh Phù Dung muốn chẳng qua cũng chỉ là binh quyền mạnh ra, chứ nàng không thích người này. Mà gần đây tiếp xúc nhưng nàng vẫn không thích hắn. Có lẽ là bởi vì hắn thích Đông Khuynh. Mạnh Lương gật đầu, ta có thể giải quyết, thừa tướng có thể yên tâm đi làm, nhưng đợi lúc thừa tướng đại công có thành, hy vọng thừa tướng có thể giao Đông Khuynh cho ta. Nguyên, nhân Mạnh Lương bắt tay cùng nàng cũng rất đơn giản, hắn muốn Đông Khuynh. Ninh Phủ Dung suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đã quyết định. Mạnh Lương không biết đã nói sao với Mạnh Lão Tướng Quân, nói chung mạnh lão tướng quân bằng lòng phối hợp nàng mơ hồ có chút kích động nhiệt huyết trong cơ thể dâng trào nàng vốn định từ từ mưu sự nhưng kế hoạch lại bị làm loạn đến bây giờ đột nhiên có dịch bệnh e rằng đây là cơ hội ông trời cho nàng ninh phù dung nhìn về phía hoàng cung chậm rãi nắm chặt hai tay ninh phù dung tích cực chuẩn bị tạo phản mà dịch bệnh lan tràn lại càng nhanh hơn người trong hoàng cung cũng bắt đầu sợ cả ngày minh thủ và chu đại nhân mưu đồ bí mật gì đó nhưng trên triều đình càng loạn hơn có thích khách, tiếng thét chói tai đánh vỡ sự vắng vẻ của hoàng cung. Đèn tiên vũ cung sáng dần lên, minh thù từ trên giường bước xuống, dường như là đồng thời, cửa sổ bị đá văng. Tên từ ngoài cửa sổ bắn vào, minh thủ kéo lấy quân tuyệt nhanh chóng vọt đến bên cạnh, mấy mũi tên thẳng tắp cắm vào giường. Chiếu chiếu chiếu, lại có mấy mũi tên từ ngoài cửa sổ bắn vào, mấy bóng người nhờ mũi tên yểm hộ từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Minh thủ tỉnh táo lấy bảo kiếm bên cạnh ra, đưa tay lên đánh rớt mũi tên, đỡ quân tuyệt đứng vững khoác áo choàng lên người hắn người hai phe hình thành thế đối kháng chống cự minh thủ nhếch khóe môi lên nửa đêm tới thăm thật là khó khăn cho các ngươi rồi người bên kia không nói nhảm trực tiếp mang theo vũ khí vọt tới trong điện bóng chốc liền như phong vân biến sắc sát khí tứ phía quân tuyệt không biết võ công hắn chỉ có thể được minh thủ mang theo những thích khách này từng chiêu đều là tử thủ muốn đẩy nàng vào chỗ chết minh thủ mang theo quân tuyệt nên không phát huy được Thế nhưng muốn thương tổn đến nàng cũng không dễ dàng như vậy. Quân Tuyệt, giọng nói diệp mạc Trần vang lên trong đám thích khách, "Ngươi là đế vương Tịch Chiếu, giết nàng ta, báo thù cho thần dân đã chết của Tịch Chiếu." Minh Thủ nhíu mày, ý cười trên khóe miệng nhạt thêm vài phần, cũng dám giật dây tiểu yêu tinh của Trẫm, nghĩ rằng Trẫm dễ ức hiếp lắm sao? "Vương thúc, Tịch Chiếu đã kết thúc rồi, quân tuyệt nào dám giết Minh Thủ." Hắn vất vả lắm mới thêm được điểm hảo cảm, không muốn làm mất hết. "Nàng ta là kẻ thù của ngươi." diệt tịch chiếu không phải nàng diệp mạc trần cười nhạt trong thân thể nàng ta đang chảy dòng máu của đông ngọc nàng ta là kẻ thù của ngươi quân tuyệt cầm lấy tay minh thù cho thấy lập trường của mình vương thúc kết thúc rồi vậy ngươi cũng đừng trách vương thúc ngươi đã thích nàng như thế vậy thì chết chung cùng nàng ta đi diệp mạc trần lạnh lùng nói người đứng bên cạnh hắn lần nữa tiến lên lần này diệp mạc trần mang tới đều là cao thủ minh thù cảm giác được vài phần khó nhọc Nàng liếc mắt qua đại điện, quyết định thật nhanh mang theo Quân Tuyệt chạy ra ngoài điện. Liên Tâm vừa lúc mang người qua đây, Minh Thủ đẩy người qua hướng bên kia, đưa Phượng Quân đi. Quân Tuyệt được cấm quân vây quanh bảo vệ lui ra bên ngoài. Diệp Mạc Trần không biết dẫn theo bao nhiêu người tới, kéo cấm quân tới Tiên Vũ Cung, bây giờ bên ngoài còn vây quanh người, bọn họ bị vây lại rồi. Minh Thủ đột phá vòng vây, trở lại trong cấm vệ quân. Đông Khuynh, ngươi có nghĩ rằng vì sao ta có thể vào hoàng cung dễ dàng như vậy không? diệp mạc trần từ trong điện đi tới hắn đã gỡ xuống khăn che mặt lộ ra khuôn mặt dành riêng cho nhân vật nam chính đẹp trai bức người kia diệp mạc trần và quân tuyệt giống nhau đến mấy phần nhưng diệp mạc trần hơi nguội lạnh sắc bén càng giống một đế vương phiên phong hoán vũ dưới ánh lửa trên mặt minh thủ hiện lên nụ cười ngươi cho rằng vì sao ngươi có thể dễ dàng vào hoàng cung như vậy diệp mạc trần tỉ mỉ suy nghĩ một chút tuyến đường mình đến đây dường như không có vấn đề gì Minh thủ vác bảo kiếm trên vai, chẫm không bảo người cho ngươi vào cửa sau, thì ngay cả tường thành hoàng cung ngươi cũng sở không được, ngươi thật sự cho rằng thủ vệ quân hoàng cung chỉ có một ít thế thôi sao? Đôi mắt Diệp Mạc Trần hơi co lại, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, cấm quân quả thực quá ít. Tối nay vào đây quả thực quá mức thuận lợi, hầu như không gặp trở ngại gì. Hắn lợi hại cũng lợi hại thật, đơn độc trà trộn vào hoàng cung không thành vấn đề, nhưng lại có nhiều người như vậy. Đáy lòng Diệp Mạc Trần bắt đầu do dự, nhưng không hoàn toàn tin tưởng vào lời minh thù. Minh thủ chép miệng hai tiếng, nụ cười sáng chói, tạo phản còn muốn chậm giúp ngươi, ngươi tạo phản cái gì chứ, về nhà làm ruộng đi cho rồi. Diệp Mạc Trần, chương 567, Hầu Hạ Ngô Hoàng 22. Người đâu? Minh thủ hô to một tiếng. Diệp Mạc Trần đề phòng xung quanh, quan sát bốn phía bất động im lặng nhưng không có người xuất hiện, ngược lại cấm quân ở chỗ kia của Minh thủ nhanh chóng phá khỏi vòng vây, rút lui về một phía. Diệp Mạc Trần, Minh thủ bọn họ chạy rất nhanh nhưng Diệp Mạc Trần cũng không xa lạ gì đối với Hoàng Cung, dù sao nơi đây đã từng là Hoàng Cung tịch chiếu. Cho nên hai đội người ngựa cách khoảng cách không quá xa. Cuối cùng Minh thủ lui về dưỡng tâm điện, đóng cửa lớn lại. Liên tâm mới dám há miệng thở dốc, tim đập thình thịch rất kịch liệt giống như muốn nhảy ra ngoài. Người điều bọn họ đi nơi nào rồi? Quân tuyệt tiến lên đỡ Minh thủ, cao mày hỏi, cấm quân đâu? Chạy thôi. Minh thủ lấy hơi, dịch bệnh dọa người như vậy, không chạy là người ngu sao? gạt quỷ hà. Hiện tại ở trong cung là an toàn nhất, kẻ ngu si mới chạy. Liên tâm, nhanh lấy điểm tâm cho chẫm. Minh thủ nói với liên tâm, chấm cần ăn đồ ăn vặt giảm áp lực và an ủi. Hơn nửa đêm bị ép ngồi dậy đánh nhau, chẫm thật là đói. Bệ hạ, liên tâm đi đâu tìm điểm tâm cho người. Vẻ mặt liên tâm cầu xin. Bên ngoài bây giờ đang bị người ta bao quanh đấy. Ngày hôm qua ta cất đi một ít ở bên trong, người đi tìm xem. Quân tuyệt căn dặn liên tâm. Liên tâm như chút được gánh nặng, liền chạy vào trong dưỡng tâm điện tìm được một ít mất hoa quả quân tuyệt cất giữ. Minh Thù ăn hai miếng ăn ủi, lại đút vào miệng cho quân tuyệt một miếng nhỏ. Quân tuyệt liền ngây ra tại chỗ. Nàng bằng lòng chia cho hắn sao? Ngày mai mọc trời mọc ở phía bắc rồi chăng? Hay là muốn giết hắn diệt khẩu? Vị ngọt mất hoa quả tan ra trong miệng, dường như ngọt đến tận trong lòng. Kỳ thực miếng đó to cũng chỉ bằng ngón út, cực kỳ keo kiệt. Quân tuyệt nuốt mất hoa quả xuống, người của người rốt cuộc ở nơi nào? hiện tại vấn đề này là quan trọng nhất toàn bộ hoàng cung sao có thể chỉ có ít cấm quân như vậy một mình trẫm cũng có thể đối phó với bọn họ cần gì cấm quân minh thủ bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng quân tuyệt liếm môi còn đang ngọt bệ hạ không tin ta sao nàng không muốn nói cho hắn biết chuyện an bài người ở nơi nào không phải chính là không tin hắn sao minh thủ trẫm thực sự có thể một mình đối phó với bọn họ chỉ cần tự sát là được rồi ngươi không tin trẫm là sao nhìn thấy biểu cảm quân tuyệt ảm đạm, Minh Thu chỉ có thể thuận miệng nói, chấm để cho bọn họ xuất cung vây thừa tướng rồi. Quân tuyệt, hơn nửa đêm phái người đi ra ngoài xét nhà, còn ôm lão tử ngủ được rất ngon. Lòng của ngươi lớn thế nào sao? Quân tuyệt biểu thị hắn không hiểu suy nghĩ của kẻ thần kinh này. Dầm, cửa điện bị người từ bên ngoài đánh vang. Cửa dưỡng tâm điện tương đối rắn chắc, bên ngoài đụng vài cái không bị phá vỡ. Bọn họ lại bắt đầu bắn cung, nhưng bọn họ cũng không lãng phí mũi tên như vậy nên rất nhanh tên cũng ngừng. Cấm quân cẩn thận tới gần cửa điện, cúi người nghe trong chốc lát. Bệ hạ, bọn họ muốn phóng hỏa. Ồ, nướng thịt người. Cấm quân nhìn về phía minh thù, trong ánh mắt thể hiện oán niệm có thể chôn luôn minh thù. Người ta còn chưa phóng hỏa mà bệ hạ đã nguyền rủa bọn họ chết. Minh thù ho khan một tiếng, tự nhiên sửa lại, thông báo cho chu đại nhân tới cứu giá. Nhân tiện bảo ông ta mang cho chấm một đùi gà. Cấm quân, chu đại nhân biết sẽ học máu quân tuyệt nhìn thấy cấm quân chạy lui phía sau dưỡng tâm điện rất nhanh pháo tín hiệu đã được bắn lên ngoài cửa sổ sau một lần pháo tín hiệu còn có lần thứ hai bệ hạ không đúng sao lại có hai lần tín hiệu cấm vệ quân mông lung quay về sau khi bắn pháo tín hiệu không phải ngươi làm sai rồi sao cấm quân lắc đầu hắn chỉ bắn một lần nhớ kỹ rõ ràng như vậy hơn nữa dựa theo ước định cũng chỉ thả một lần hắn sao lại làm sai được không phải làm sai vậy còn có một lần là người nào bắn chuyện mà quái sao mọi người nhìn nhau mặc kệ lần thứ hai là ai thả minh thủ đều đang phiền muộn chu đại nhân nhất định phải đem đùi gà vào đấy bệ hạ chúng ta làm sao bây giờ cấm quân vây minh thủ vào giữa khẩn trương hỏi minh thủ nghiêng đầu cười cổ vũ cho chu đại nhân phụt bọn họ dù có cổ vũ chu đại nhân cũng không nghe thấy mà giờ lúc này còn cổ vũ gì chứ ngoài điện diệp mạc trần nhìn về phía cửa cung bên kia hỏa quang chiếu rọi vô cùng sáng sủa, dường như có tiếng chém giết truyền đến. Ra, Ninh Phù Dung dẫn người giết vào rồi. Diệp Mạc Trần nhíu mày, lạnh giọng hạ lệnh, phóng hỏa. Hắn chọn động thủ vào hôm nay, chính là do nhận được tin tức Ninh Phù Dung sẽ vào bức ép vua thoái vị vào hôm nay. Ninh Phù Dung cũng được coi là cựu thần của tịch chiếu, hắn không biết nàng ta vì cái gì nhưng điều này với hắn là một chuyện tốt. Hắc y nhân cầm cây đốt chuẩn bị châm lửa, nhưng người nọ mới vừa tới gần cửa điện, không biết từ đâu phóng tới một mũi tên. Người nọ ngã xuống, cây đúc rơi sang một bên. Ra, cẩn thận. Diệp Mạc Trần được người bảo vệ, dưỡng tâm điện bốn phía tối om om, nhìn không thấy người bắn cung vừa rồi núp ở chỗ nào. Nhanh đi. Diệp Mạc Trần quát lớn. Lần nữa, có người chuẩn bị tiến lên nhưng cũng giống vừa rồi, chưa tới gần đã bị bắn chết. Diệp Mạc Trần tỏ vẻ lãnh đạm, lấy cây đuốc từ thuộc hạ, ném nó về phía cửa điện hắn thấp giọng hô lên để cho mọi người tản ra. Vô số tên bốn phương tám hướng phóng tới. Có mai phục. Nhiều cung thủ như vậy, Diệp Mạc Trần lại không mù, đương nhiên biết có mai phục. Tên cẩu hoàng đế kia cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Phía sau cửa điện đã đốt lên, toàn bộ bên ngoài dưỡng tâm điện cũng sáng rực, bốn phía trên tường đứng không ít cung thủ lúc này đang không ngừng bắn cung về phía bọn hắn. Tiếng bước chân từ xung quanh dưỡng tâm điện tiến đến đây càng ngày càng gần. Bị bao vây, thế cục trong thời gian ngắn phát sinh nghịch chuyển. Cung thủ dường như nhận được mệnh lệnh nên dừng bắn cung, nhìn lại chỉ còn có một vùng tăm tối. Thế nhưng xuất hiện người, lại ngoài dự liệu của Diệp Mạc Trần. Ninh Phủ Dung cầm kiếm nhuốm máu, bị người vây chặt qua đây, tam vương ra. Diệp Mạc Trần nhíu mày, Ninh Phủ Dung này, sao tới được nhanh như vậy? Ninh Phủ Dung liếc mắt nhìn dưỡng tâm điện đã bị thiêu cháy, khóe miệng chậm rãi nhách lên, đáy mắt có chút ánh sáng nóng bỏng. Tam vương ra, xem ra hôm nay còn phải cảm ơn người giúp ta một đại ân. Nàng ta không ngờ vào hoàng cung lại dễ dàng như vậy, nhiều người dọc theo đường đi đã được giải quyết. Còn tưởng rằng có bẫy, không ngờ có người nhanh chân đến trước, lại là người nàng thương nhớ. Diệp Mạc Trần Phòng bị nhìn nàng ta, ngươi tới cứu Đông Khuynh. Cứu? Vương gia nghĩ nhiều rồi. Ninh Phủ Dung cười nói, nước tử nguyệt diệt tịch chiếu ta, ta tới thay tịch chiếu báo thù. Diệp, Mạc Trần không nói lời nào, chờ câu nói sau của Ninh Phủ Dung. Tam vương gia, bây giờ đại thế Đông Khuynh đã mất, trong cung ngoài cung hiện tại đều là người của ta rồi. Cho nên, Diệp Mạc Trần hỏi, cho nên Tam vương gia, người bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nàng làm những thứ này không phải là vì hắn sao? Ánh lửa nhảy múa, giữa bọn họ mang theo hơi nóng lướt ngang qua khiến tay áo hai người phất lên. Diệp Mạc Trần liền cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi? Ninh Phủ Dung lấy ra một vật từ bên hông, cây châm xanh biếc từ không trung chậm rãi rơi, và xuống mặt đất vang lên âm thanh lanh lảnh, vỡ thành hai mảnh. Chương 568, Hầu hạ Ngô Hoàng 23. Sắc mặt Diệp Mạc Trần đột nhiên trầm xuống. Tam vương gia, nếu người không đồng ý với ta, mỹ nhân đang ẩn nấp trong kia khả năng cũng giống như cây châm này, tan thành trăm mảnh. Sự âm hiểm lạnh lùng trong thân thể Diệp Mạc Trần tràn ngập ra, nhưng dường như Ninh Phù Dung không thấy được, mà đáy mắt vẫn tràn đầy ý cười, Nàng ta lúc đầu dự tính đợi chuyện trong cung kết thúc sẽ đi tìm hắn, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Bây giờ nữ hoàng nước tử nguyệt đang bị lửa lớn vây ở dưỡng tâm điện, chỗ sơ hở của Diệp Mạc Trần nàng ta cũng có. Đây không phải là ông trời giúp nàng ta thì là cái gì? Thừa tướng, hay là giải quyết trước việc này rồi hãy nói. Mạnh lương ở bên cạnh nhắc nhở. Chàng gấp cái gì, nàng ta lại chạy không thoát. Ninh Phủ dung diễu cợt, chuyện này cũng đợi không nổi sao. Yên tâm, đợi lát nữa nàng ta sẽ là của chàng mạnh lương liếc mắt nhìn về phía dưỡng tâm điện đáy lòng có chút bất an tối hôm nay thuận lợi có chút quá mức ánh mắt diệp mạc trần rời khỏi cây châm rơi vỡ đó giọng nói lạnh lẽo ngươi làm gì với nàng ta rồi mỹ nhân của tam vương gia ta đương nhiên đã tiếp đãi tốt ninh phủ dung cười có chút tùy ý tam vương gia nếu còn muốn thấy được nàng giờ hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta bảo người của người rời đi kiếp trước nếu không phải nữ nhân kia hắn làm sao không thích mình được Lần này dịch bệnh bạo phát, nữ nhân kia vẫn dám chạy đến cứu trị bệnh nhân, để cho nàng ngoài ý muốn bắt được người, nàng đương nhiên phải biết tiếp đãi nàng ta thật tốt chứ. Ngươi chỉ dựa vào một cây châm sao? Ninh phủ dung rất rộng rãi, vương gia không tin cũng không sao, giờ ngươi có thể sai người đi thăm dò. Diệp Mặc Trần nhíu mày lại, mà lúc này trong điện, khói từ lửa cháy đã bắt đầu lan tràn, Minh thủ chuyển bảo kiếm, nhìn chằm chằm cửa điện đã gần bị đốt thủng. Minh thủ quay đầu hỏi quân tuyệt, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện phiếm? quên chẫm rồi sao? Đại khái là cảm thấy bây giờ người không có sự uy hiếp nào. Quân tuyệt trả lời cứng nhắc, vừa rồi bị người đuổi giết, cũng không thấy người khẩn trương, hiện tại đang khẩn trương cái gì? Chu đại nhân tại sao còn chưa mang đùi gà tới? Chấm ghi điểm xấu rồi đấy. Ha ha, đây mới là điều quan trọng. Quân tuyệt đứng dậy, không thể đợi tiếp nữa, dưỡng tâm điện chẳng mấy chốc sẽ bị đốt sập. Bây giờ chúng ta phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ bị bắn thành cái mệt minh thù bày ra khuôn mặt nghiêm túc trẫm còn phải chuẩn bị cho ngươi lăng mộ rất phiền toái quân tuyệt không thể cầu khẩn lão tử yên lành sao lão tử sống e ngại ngươi chỗ nào ngươi cứ muốn lão tử chết sao bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh không thể tức giận phản diện đều là kẻ bệnh thần kinh là một thiên tài bình tĩnh nào lão tử có thể thắng quân tuyệt điều chỉnh tốt biểu cảm trên khuôn mặt bệ hạ muốn tự tử cùng ta ở chỗ này bệ hạ thì ra yêu thích ta thích tới mức này rồi à? Xem sự buồn nôn này của lão tử làm người ấn không? Yên tâm, chậm nhất định có thể trốn. Minh thủ mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Quân tuyệt, còn vế sau thì sao? Minh thủ sâu kín bổ sung, còn như ngươi thì chưa chắc, dù sao ngươi đây cũng yếu ớt quá. Yếu ớt, yếu, lão tử không phải như thế. Minh thủ mang theo bảo kiếm đứng lên, căn dặn cấm quân bên cạnh. Nào, mọi người đánh ngất phượng quân đi. Liên tâm, cấm, quân quân tuyệt có chuyện cứ nói đàng hoàng tại sao muốn động thủ đánh ngất xỉu lão tử nàng có thể chạy thoát chăng vẫn là nàng muốn vứt lại lão tử ở chỗ này âm hiểm minh thù sợ lát nữa đánh nhau lúc mình tự sát sẽ hù dọa hắn thế nhưng cấm quân lúc này không dám lên trước minh thù chỉ có thể vén tay áo tự mình làm cần các ngươi có ích gì chứ bệ hạ ngươi đừng tới đây lão tử muốn gọi người quân tuyệt đã móc dao nhỏ ra nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị minh thủ đánh ngất xỉu mang phượng quân rời đi minh thủ giao quân tuyệt cho cấm quân mỉm cười căn dặn nếu như thiếu một sợi tóc mọi người phải cẩn thận cái đầu cấm quân đón lấy quân tuyệt suýt chút nữa ném quân tuyệt đi đúng là vòng tay mà có thể không cần được không toàn bộ dưỡng tâm điện bốc cháy trong điện yên lặng dường như bên trong không có ai bên ngoài diệp mạc trần và ninh phù dung còn đấu khẩu bọn họ đều cho rằng minh thủ không có khả năng thoát ra từ trong hỏa hoạn dù có thoát ra cũng chạy không thoát. Dầm, cánh cửa đầy lửa bị đạp bay, bay về phía bên kia, vừa lúc hạ xuống ngay giữa bọn họ. Ninh Phù Dung và Diệp Mạc Trần đồng thời lui lại. Minh Thủ mang theo bảo kiếm nhảy ra từ trong lửa, gió cuốn theo hỏa diệm suýt chút nữa đốt tới y phục nàng. Minh Thủ sợ sệt tránh nhanh qua bên cạnh. Ôi, mọi người chưa trò chuyện xong à? Minh Thủ phủi phủi quần áo, ngừng đầu nhìn về phía bọn họ, mắt đều là ý cười, chấm cho các ngươi thời gian dài như vậy, nếu là người ta đã trò chuyện xong lâu rồi các ngươi đang nói chuyện sinh con sao chấm ăn vặt cũng ăn xong rồi có lẽ ninh phù dung cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng lười phải dối trá với minh thù mặt mày liền lạnh nhạt nói bệ hạ còn có sức mà nói dỡn sao xem ra bệ hạ vẫn không rõ hoàn cảnh bây giờ cho lắm bảo kiếm trong tay nàng múa ra một kiếm hoa lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào ninh phù dung bất kể là hoàn cảnh nào chấm đều là bệ hạ của ngươi chậm không chết, các ngươi cuối cùng cũng sẽ là phiếu đổi đồ ăn vặt thôi. Không đúng, ừm, không bệnh chút nào. Ninh Phủ Dung Ninh Phủ Dung hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Mạnh Lương. Mạnh Lương tướng quân, bệ hạ giao cho chàng. Mạnh Lương sầm mặt tiến lên, hắn còn làm bộ trào một cái, bệ hạ, đắc tội. Giọng minh thủ trong trẻo, không đắc tội. Một lát nữa chẫm đánh ngươi khóc, bảo đảm ngươi muốn đánh chết chẫm. Nhiều người như vậy khẳng định đánh không lại, chẫm tự sát sẽ nhanh hơn hạ quyết tâm, Minh Thủ càng thêm bình thản nhìn Mạnh Lương. Mạnh Lương rút bội kiếm ra, chờ Minh Thủ đi tới. Minh Thủ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía của cung. Chu đại nhân, người nhất định phải nắm bắt thời gian, nếu không, chấm cũng chỉ có thể xả thân vì nước thôi. Minh Thủ đưa bảo kiếm lên, nhìn như có thể chống đỡ Mạnh Lương. Mà lúc Mạnh Lương đi qua, bảo kiếm chợt hạ xuống, bội kiếm Mạnh Lương chính xác đâm vào ngực Minh Thủ. Dễ dàng như vậy. Đầu óc Mạnh Lương chỉ có bốn chữ này, sao có thể dễ dàng như vậy nếu nói là hắn đâm chúng chi bằng nói là chính nàng tự đón lấy kiếm hắn máu tươi từ ngực minh thù tràn ra nhuốm đỏ bội kiếm của hắn máu theo mũi kiếm nhỏ xuống đất người đối diện nhìn hắn cười cảm giác rợn cả tóc gáy từ lòng bàn chân sông thẳng lên gáy ngọn lửa nóng bỏng lúc này dường như không có nhiệt độ mạnh lương lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc tứ chi như bị băng lạnh đông cứng lại bội kiếm rút ra từng chút một người đối diện chậm rãi gục đầu xuống mạnh lương nhịn không được lui về phía sau, ngọn lửa vụt cao lên giường như muốn cuốn hình bóng nhỏ bé của nàng vào. Nhưng vào lúc này, người đối diện ngẩng đầu, khóe miệng nàng vẫn mang theo nụ cười nhưng nụ cười này hoàn toàn không giống với lúc nãy, đó là một sự âm u, biến hóa kỳ lạ. Nhiều hơn chính là sự sợ hãi không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại cảm giác ra đầu tê dại này làm cho hắn hận không thể rơi áo mũ giáp. Chương 569, Hầu hạ Ngô Hoàng, 24 lúc chu đại nhân tiến cung cảm thấy ngoài ý muốn lúc chạy tới có vẻ hơi muộn nhưng nhìn hiện trường chu đại nhân cảm giác mình tới hay không thực ra cũng không quan trọng lắm thực sự không sao cả chu đại nhân minh thủ yếu ớt gọi hắn chu đại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng người muốn bỏ đói chẫm sao để có thể kế thừa hoàng vị của chẫm sao minh thủ không biết từ đâu lấy được một cái ghế lúc này ngồi ở trước dưỡng tâm điện một cách rất nghênh ngang chân phải đặt ở sát mép ghế tay chống đầu gối, long bào bị nhiệt lưu lay động, kim long phía trên bay lượn. Tất cả xung quanh đều là người nằm trên mặt đất kêu rên, trong đó Mạnh Lương và Ninh Phù Dung nhìn qua thảm nhất, chí ít. Xét từ biểu hiện, hai người này thảm nhất, mà Diệp Mạc Trần không thấy đâu. Một cái chân khác của Minh Thủ dẫm trên người Ninh Phù Dung. Khí thế kia phẳng phất như đứng ở trên đỉnh cao thế giới, quân lâm thiên hạ, khí chất phóng khoáng đập vào mặt. Đến đây, Chu Đại Nhân, đùi gà chẫm bảo ngươi mang tới đâu rồi? Chu Đại Nhân, Chu đại nhân cầm một túi giấy dầu tiến lên, rất cung kính trình lên cho Minh thủ. Tận đáy lòng kêu gào tuyệt vọng. Hoàng đế nào lại đi làm ra việc như thế này? Minh thủ nhìn Chu đại nhân nhoẻn miệng cười. Chu đại nhân, trẫm phong người làm thừa tướng. Đại thần cho đùi gà là đại thần tốt. Chu đại nhân nhìn thừa tướng đang bị Minh thủ dẫm ở dưới chân. Bệ hạ, người không thể tùy tiện như vậy chứ. Cứ quyết định như vậy đi. Minh thủ giải quyết dứt khoát, cầm đùi gà chỉ huy Chu thừa tướng mới nhậm chức. Đến đây, bắt thừa tướng tiền nhiệm lại đông khuynh ngươi rốt cuộc là thứ gì ninh phủ dung giống như mới hoàn hồn lúc này hoảng sợ hét lớn trải qua sự việc vừa rồi nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào con người có thể như vậy sao nàng cho là mình đã thấy được địa ngục minh thủ thu hai chân lên ghế cười híp mắt nói nhìn ngươi giống như một thứ gì đó ninh phủ dung chu đại nhân nàng ta căn bản không phải đông khuynh ninh phủ dung đột nhiên hét lên với chu thừa tướng tân nhiệm nàng ta không phải người nàng nàng ta là ác ma một người giết nhiều người như vậy căn bản không thể nào con người không làm được đúng nàng ta chính là yêu ma nàng ta nhất định là yêu ma nói đến phần sau ninh phù dung có chút không mạch lạc chu đại nhân nàng ta không phải là bệ hạ của ngươi bệ hạ đã bị nàng ta hại chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao nàng ta đối với mình trước sau thay đổi nhiều như vậy nàng ta có thể trọng sinh chứng minh trên thế giới này cũng có yêu ma quỷ quái khác bệ hạ nhất định bị nàng ta hại chết chu thừa tướng tân nhiệm lau mồ hôi lạnh bệ hạ người xem những phản quân này nên xử trí thế nào ha ha hắn có điên mới dám gây sự với bệ hạ bây giờ đông khuynh người đã bắt đầu bố trí từ khi nào mạnh lương tỉnh táo hơn nhiều so với ninh phù dung nàng điều toàn bộ cấm quân xuất cung để cho lúc bọn họ tiến vào không chịu nhiều quấy nhiễu nhưng nàng bắt đầu chuẩn bị từ khi nào minh thù cắn đùi gà một miếng nhai hai cái chậm rãi cười nói người muốn biết sao nói nhảm hắn không muốn biết hỏi ngươi làm gì minh thủ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trẫm không nói cho ngươi cho ngươi tức chết mạnh lương chu thừa tướng tân nhiệm tiếp tục lau mồ hôi lạnh người khác không biết khi nào nàng đã bắt đầu an bài hắn thì biết rất rõ ràng từ khi nàng thả hắn ra ngoài thì đã bắt đầu căn dặn hắn làm việc sau thời điểm cứu giúp nạn thiên tai nàng lại nhân cơ hội điều một nhóm người xuất cung những cấm quân kia mặc dù là người của mạnh tướng quân nhưng minh thủ có thừa biện pháp để bọn họ nghe lời nên cuối cùng một nhóm cấm quân xuất cung đến khi dịch bệnh lan tràn trong cung hỗn loạn nàng cũng không để ý hỗn loạn trong cung vì vậy lại có một nhóm người lặng lẽ ra khỏi hoàng cung sau đó nàng lại cho mình thời gian chuẩn bị nói là chẳng mấy chốc sẽ có kịch hay dựa theo kế hoạch hắn thấy tín hiệu trong cung liền mang theo đội ngũ mai phục bên ngoài tiến vào cung nhưng trên thực tế hắn căn bản không làm gì cả đại khái chỉ mang đùi gà vào cho nàng sau đó hắn được thăng lên làm thừa tướng về sau trong lịch sử hắn đại khái là người đầu tiên vì đùi gà mà được thăng chức thừa tướng nghĩ xem việc này kỳ lạ như thế nào mạnh lương nhìn chằm chằm minh thù ánh mắt lộ vẻ kỳ quái minh thù nhịn không được nhìn lại đôi mắt mạnh lương có rút lại nhanh chóng rời ánh mắt đi gần như lúc đó trước mặt mạnh lương đột nhiên xuất hiện một lớp sương mờ không quá mấy giây mạnh lương và ninh phù dung đã không thấy đâu nữa chu thừa tướng trợn tròn mắt đang yên đang lành người sao lại không thấy đâu nữa? Minh Thủ bình tĩnh cắn hai miếng đùi gà, sau đó có vẻ suy nghĩ nhìn về chỗ Mạnh Lương biến mất. Thú vị. Bệ, bệ 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 hạ. Chu thừa tướng giọng run run, run. vừa rồi xảy ra chuyện gì? Minh Thủ lấy ra một cái đùi gà mới, sợ cái gì, cũng chưa biến thành yêu tinh ăn thịt ngươi. Người người người, không thấy đâu nữa. Ừ, không thấy. Chu thừa tướng tiếp tục run run, bệ hạ, người không thấy đâu nữa. Ta thấy rồi không phải là không thấy người thôi sao cũng không phải đồ ăn vặt biến mất có cái gì mà ngạc nhiên thế chứ trẫm bây giờ cũng không thể giết chết ninh phủ dung phiếu đổi đồ ăn vặt không thể chết bệ hạ thừa tướng và mạnh tướng quân biến mất không thấy đâu rồi chu thừa tướng cắn răng nói minh thủ nghiêng đầu nhìn hắn ngươi không phải ở đây sao quên mất chính mình mới vừa nhận chức nhưng hắn muốn biểu đạt không phải là ý này bệ hạ người chú ý tới trọng điểm được không trọng điểm thì người lại không thấy người không thấy. Đâu? Minh Thủ ngáp một cái, buồn ngủ quá, tắm một phát rồi đi ngủ. Chu thừa tướng, ngủ cái gì mà ngủ? Vừa rồi có người tạo phản đó. Bệ hạ, người đừng đi, đợi đã. Mọi người mau đuổi theo, nhìn ta làm gì, bệ hạ người chờ ta với. Núi hoang ngoài hoàng thành, thân thể mạnh lương và Ninh Phù Dung trượt xuất hiện, phá vỡ núi rừng yên tĩnh. Ninh Phù Dung thở hổn hển, cảm giác hôn mê khiến nàng không thoải mái một lúc lâu mới phát hiện thân mình đã thay đổi vị trí. Trong lòng Ninh Phủ Dung căng thẳng, nàng ta nhìn chằm chằm Mạnh Lương với ánh mắt quái dị, ngươi là ai? Tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa nàng đến nơi đây? Mạnh Lương liếc mắt nhìn Ninh Phủ Dung, vịn tảng đá bên cạnh đứng lên, không cần biết ta là ai, mục đích của ta và ngươi giống nhau. Mạnh Lương coi như cứu nàng một mạng, Ninh Phủ Dung thở ra một hơi, tại sao ngươi muốn nàng ta chết? Không liên quan tới ngươi. Ninh Phủ Dung cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của Mạnh Lương thay đổi, có chút lạnh lùng như coi nàng là một đồ vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Mắt Ninh Phù Dung chuyển động, "Ngươi không phải đã thuyết phục phụ thân ngươi sao? Sao hắn lại không xuất? Hiện, ngay cả một binh một tốt cũng không đưa cho ngươi." Mạnh Lương nhướng mày, cắt đứt lời nói của Ninh Phù Dung, "Chuyện tối hôm nay, ngươi cảm thấy cho dù cha ta xuất hiện là có thể xoay chuyển càn khôn sao?" Ninh Phù Dung bỗng dưng sững sốt, trước mắt nàng dường như hiện lên cảnh tượng lúc đó, không có đổ máu nhưng so với bất cứ cục diện đổ máu nào đều khiến người khác dùng mình hơn ninh phủ dung vô ý nắm chặt vạt áo nàng ta rốt cuộc là gì mạnh lương lức nhìn nàng người không thể nào ninh phủ dung lớn tiếng phản đối nếu không ngươi cho rằng nàng ấy là gì ta không biết ninh phủ dung lắc đầu nhưng chắc chắn không phải người sao có người có thể làm như vậy ninh phủ dung có bị đánh chết cũng không tin ngày hôm nay người khiến nàng ta chấn động mạnh như vậy là người khóe miệng mạnh lương lành lạnh giật giật Ninh Phủ Dung không hiểu, dùng mình lui về phía sau, phòng bị nhìn chằm chằm Mạnh Lương. Lúc vừa rồi, Mạnh Lương cho nàng cảm giác vô cùng kỳ lạ. Chương 570, Hầu hạ Ngô Hoàng 25. Trận tạo phản này giống như một trò đùa, cuối cùng người trong hoàng cung chẳng có chuyện gì, ngược lại người tạo phản phải chạy chối chết. Diệp Mạc Trần đã sớm chạy đi trước khi Chu thừa tướng tới, Ninh Phủ Dung được Mạnh Lương mang đi, chỉ còn lại một cục diện hỗn độn. Dịch bệnh vẫn còn lan tràn, minh thù cũng không có cách nào nàng cũng không phải là thái y chu thừa tướng phải bận rộn tiêu diệt thế lực còn lại của ninh phù dung để phòng diệp mạc trần xuất hiện trở lại còn phải đốc thúc đám thái y của thái y viện nhanh nghĩ cách giải quyết dịch bệnh bận rộn lao lực quá độ hắn muốn về nhà làm ruộng không muốn làm thừa tướng gì cả bệ hạ có phải biến thành người khác rồi không nhưng với thế cục trước mắt không cho phép chu thừa tướng bỏ gánh không làm hoàng đế minh thù kia cả ngày ngoài việc chọc tức triều thần cưng triều phượng quân ăn đồ ăn vặt chuyện gì cũng không làm bệ hạ liên tâm vội vã chạy tới bệ hạ không thấy phượng quân đâu minh thủ nuốt miếng sữa bờ trong miệng xuống không thấy chạy rồi sao liên tâm không hiểu có chút sợ hãi nhỏ giọng trả lời vừa rồi người của tiên vũ cung đến báo tối hôm qua phượng quân nói không cần hầu hạ sáng sớm hôm nay bọn họ tới gọi người người đã không thấy tăm hơi đâu đó chính là chạy rồi gan thật lớn lại dám chạy từ sau khi quân tuyệt tỉnh lại hắn cảm thấy có gì đó không đúng chẳng lẽ là hôm đó bị hù dọa không nên thế lá gan của đồ thần kinh không phải là rất lớn sao minh thủ nghiêng đầu nhìn liên tâm lo lắng làm gì đi thăm dò đi chờ ở đấy nhặt xác cho hắn sao liên tâm theo lý thuyết quân tuyệt là một nam sủng trói gà không chặt muốn đi ra ngoài chắc chắn là khó như lên trời nhưng hết lần này tới lần khác hoàng cung trên dưới không ai nhìn thấy hắn minh thủ không cảm thấy ngạc nhiên nhưng liên tâm thì không bình tĩnh được một người đang yên lành như vậy sao có thể trước mặt bao nhiêu người biến mất không thấy đâu nữa đám người kia tìm không được minh thù chỉ có thể tự đi tìm bệ hạ bây giờ bên ngoài dịch bệnh hoành hành người không thể đi ra ngoài minh thù còn chưa đi ra khỏi cửa cung đã bị liên tâm và chu thừa tướng cản lại dù bất kể nói thế nào cũng không cho phép minh thù đi ra ngoài cuối cùng minh thù cho người trói bọn họ lại mới có thể rời khỏi hoàng cung được nhưng đi đâu tìm người minh thù đứng trên đường lớn có chút mơ hồ lúc này trên đường lớn vô cùng tiêu điều hầu như không nhìn thấy người đi đường thời tiết cũng rất nóng bức trong không khí tràn ngập một mùi vị khó người khiến người ta chán ghét minh thù cho những người đi theo mình tách ra tìm tìm được thì dùng pháo tín hiệu liên hệ nàng thì đi về phía trước một cách không mục đích cho tôi đồ ăn không biết từ đâu xuất hiện một người dân chạy nạn bẩn thỉu sông tới minh thù sợ đến lui về phía sau hết mấy bước khó khăn lắm mới khiến người dân chạy nạn kia không va chạm mình cho tôi đồ ăn đôi mắt nạn dân tràn đầy màu xám hắn như một chiếc máy lặp đi lặp lại mấy chữ minh thù nhìn về ngõ nhỏ phía sau hắn bên kia có người thò đầu ra nhìn trên người minh thù không nhiều đồ ăn lắm nàng mang từ trong cung ra ngoài vừa rồi đi đường đã ăn gần hết những người này sẽ không cướp của nàng chứ minh thù cảm thấy rất có khả năng này nàng lui về phía sau một giây tiếp theo nhấc chân chạy mẹ nó nàng ta chạy rồi mau đuổi theo phía sau âm thanh hỗn loạn vang lên vài bóng người từ trong ngõ hẻm sông tới đuổi theo nàng mỗi người nét mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đuổi theo chẫm làm gì? Chẫm không có si khẩn cấp. Các người đừng đuổi theo chẫm. Phía trước minh thù là ngõ cụt, tay chân nàng nhanh nhẹn trèo lên. Tường hơi cao, người đuổi tới không trèo lên được, đứng ở phía dưới ngửa đầu nhìn nàng. Bỏ lên đây. Minh thù nét mặt tươi cười như hoa ngồi ở phía trên khiêu khích, muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu vô sỉ. Những người phía dưới tức đến mức hét to, có người phát tiết đạp cả vào tường. Nhưng vào lúc này, một người giữ một người khác, bọn họ dẫm lên bả vai của đối phương, có ý tạo ra bậc thang bằng người để leo lên. Hả? Minh thủ bị trí thông minh của những nạn dân này dọa cho sợ, xoay người nhảy xuống tường, tranh thủ thời gian chạy qua hai cái sân liền nhau, xác định đám nạn dân kia không đuổi theo, lúc này mới dừng lại. Minh thủ dò xét vị trí mình đứng ở giữa bốn cái sân hợp lại, chuẩn bị rời đi. Hu hu, tiếng khóc rất nhỏ từ bên cạnh truyền tới. Minh thủ lúc đầu không muốn để ý tới nhưng nàng nghe được âm thanh quen thuộc lại xoay người đi trở về đứng ở bên ngoài một căn phòng trong phòng tia sáng ảm đạm một nữ tử bị trói trên ghế tóc tai lộn xộn trên trán có máu động lại trên mặt cũng loang lổ mấy vết máu nhìn qua vô cùng đáng thương mà đứng bên cạnh nữ tử lại chính là ninh phù dung mạnh lương ngồi ở một chỗ khác trong phòng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nữ tử và ninh phù dung ninh phù dung bóp cằm nữ tử kia khiến cho nàng ngẩng đầu lên nàng ta nở nụ cười dữ tợn đáy mắt lại tràn đầy ghen tị và căm hận Ngươi xem, hắn không tới cứu ngươi, hắn không quan tâm ngươi chút nào." Nữ tử mong manh thở dốc, ánh mắt tựa hồ không nhìn lên người nàng ta, dường như chết lặng. Ninh Phù Dung thấy bộ dạng này của nàng liền tức giận, tát một cái lên mặt nữ tử, "Tiện nhân, ta đang nói với ngươi, ngươi điếc sao? Ở trước mặt hắn, ngươi không phải biết ăn nói lắm sao?" Mặt nữ tử sưng đỏ, khóe miệng có vết máu tràn ra, có thể thấy được Ninh Phù Dung đã dùng hết sức. "Lúc ở trên giường, ngươi giỏi dụ dỗ người khác lắm cơ mà." "Hả?" Ngươi là đồ tiện nhân." Ninh Phủ Dung vừa mắng vừa tát vào tai nữ tử, mãi đến khi khuôn mặt nữ tử đều sưng cả lên, nàng ta mới dừng lại. "Đừng qua đây." Nữ tử bỗng nhiên hét to. Ninh Phủ Dung không biết từ đâu tìm đến hai người, hai người này toàn thân mọc mụn mủ, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. "Đây là bệnh nhân lây dịch bệnh." Ninh Phủ Dung cười lạnh nhìn nữ tử đang thét chói tai, "Ta thưởng nàng ta cho các ngươi, Chào hỏi nàng ta cho tốt?" Thấy nàng lây dịch bệnh, Diệp Mạc Trần sẽ không thích nàng nữa. Hai người kia hèn mọn đi tới phía nữ tử, đầy người bốc ra mùi hôi thối khiến nàng cảm thấy không thể thở nổi. Nàng không muốn, không được qua đây. Cứu mạng. Có đôi khi kinh hãi đến tận cùng thì không cách nào lên tiếng nữa, nữ tử hiện tại chính là tình huống như vậy. Nàng rất muốn hét to nhưng một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đầy mụn mủ tóm lấy cánh tay của nàng, sờ lên mặt nàng. Xoạt soạt, tiếng y phục bị xé rách. Mạnh Lương có lẽ là không muốn nhìn nên đi ra ngẩng đầu lên thì thấy minh thù đứng ở bên ngoài. Hắn nhíu mày lại, tại sao người lại ở đây? Tìm ngươi, mạnh tướng quân. Minh thù mỉm cười, thật đúng là khó tìm. Mạnh lương đề phòng nhìn chằm chằm nàng, nắm chặt bội kiếm của mình. Sao người biết chúng ta ở chỗ này? Chấm là bệ hạ, có cái gì không biết chứ? Chấm chạy lung tung cũng có thể gặp các ngươi, nhất định phải thu hoạch giá trị cửu hận của các ngươi, chấm cũng không có cách nào. Ngươi đang nói với ai? Ninh Phủ Dung nghe được tiếng nói bèn đi ra, Câu nói tiếp theo mắc trong cổ họng, đôi mắt đẹp trợn lớn, dường như Minh Thù là một thứ gì đó không thể tin được. Chương 571, Hầu hạ Ngô Hoàng 26. Ninh Phủ Dung nhìn Minh Thù, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng lúc đó, cảnh tượng đó cả đời này nàng ta cũng không muốn trải qua thêm lần nữa. Mạnh Lương có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, chi bằng bệ hạ giao dịch với ta. Giao dịch gì? Không làm, không làm. Minh Thù lấy dìu chặt củi trong sân, ném bay về phía Mạnh Lương. Keng dìu đập lên bội kiếm của mạnh lương một tiếng keng vang vọng mạnh lương giết nàng ta ninh phủ dung hét lớn với mạnh lương trong đầu nàng ta hiện tại đều là giết nàng giết nàng giết quái vật kia mạnh lương lui ra phía sau một bước không để ý đến ninh phủ dung kêu gào bệ hạ không muốn cứu vớt lê dân bách tính trăm họ trong thiên hạ sao đáp lại mạnh lương chính là tiếng dìu chặt xuống nếu ta cho người biết ta có thể giúp người giải quyết dịch bệnh này ồ ngươi lợi hại vậy sao vậy sao ngươi không lên trời đi minh thù bỗng nhẹ giọng ngắt lời hắn mạnh lương đã không có thời gian nói hắn bị diều của minh thù bước đến góc mạnh lương không thể không di chuyển diều của minh thù chém vào trên lưỡi kiếm mũi kiếm rắc một tiếng đột nhiên vỡ vụn mạnh lương thần sắc quái dị nhìn về phía minh thù minh thù mỉm cười ngoài ý muốn không mừng rỡ không mạnh lương bất ngờ lui về phía sau hắn cảm giác được nguy hiểm nhưng áo hắn nhanh chóng bị người níu lại, thân thể không tự chủ được lui lại, cảnh sắc trước mặt thay đổi, phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn rất chân thật. Ngực bị dẫm lên, dìu đặt ở yết hầu, bây giờ chúng ta có thể tâm sự. Đông khuynh người chết đi. Ninh Phủ Dung không biết vào phòng từ lúc nào, lúc này mang theo một thanh đao dính máu, đâm tới Minh Thù. Minh Thù nghiêng người né, giơ tay vỗ lên vai Ninh Phủ Dung. Ninh Phủ Dung lảo đảo, theo bản năng dùng đao giữ vững thân thể, đao kiếm đâm vào thân thể mạnh lương mạnh lương hít vào một ngụm khí lạnh ninh phủ dung cũng không ngờ chính mình đâm mạnh lương nàng ta buông tay ra sắc mặt tái nhợt lui về phía sau ta ta là nàng ta ninh phủ dung chỉ về phía minh thù đáy mắt nàng ta có chút sợ hãi là nàng ta đẩy ta mạnh lương chuyện này không liên quan đến ta mạnh lương nhìn máu dính trên lưỡi đao sắc mặt càng thêm âm trầm giơ tay rút đao ra lúc rút đao ra nếu nói là máu phun tung tóe cũng không quá đáng trên mặt đất tràn đầy vết máu minh thù trước tiên đánh ngã ninh phù dung ép mạnh lương khóe mắt lông mày đều lộ vẻ cười trẫm có việc muốn hỏi ngươi mạnh lương cố chịu đau ép mình tỉnh táo lại ngươi từ đâu tới ra đầu mạnh lương muốn nổ tung hắn hơi hoảng sợ nhìn minh thù nghĩ lại không đúng hắn cực nhanh thu lại tâm trạng của mình bệ hạ không phải mất trí nhớ đấy chứ ta tất nhiên là từ mạnh ra tới người biết trẫm hỏi gì giọng minh thủ mang theo ý cười, nhẹ nhàng ôn nhu rất êm tai. Ngươi không phải người của thế giới này, ngươi từ đâu tới, ai phái ngươi tới, tại sao muốn tấn công chẫm hoặc là giết chết chẫm? Thái độ của mạnh lương trước sau khác biệt quá lớn, cộng thêm thủ đoạn hắn mang ninh phủ dung đi, minh thủ không nghi ngờ không được. Ta không hiểu người đang nói gì. Mạnh lương mở mắt. Mạnh lương nhìn qua bình tĩnh, nhưng thực tế cả người đều trong một loại cảm giác mông lung khiếp sợ. A, à, vẻ mặt mạnh lương bất ngờ thay đổi, thân thể hắn chấn động co rút đáy mắt tuôn ra nỗi sợ hãi và đau đớn dường như đang trải qua chuyện gì rất đáng sợ với ánh mắt chứ ý cười phía trước chưa bao giờ hắn sợ hãi như như lúc này ta không biết mạnh lương cắn chặt răng bất kể minh thù làm những gì mạnh lương đều không biết dường như minh thù cố tình gây sự được rồi trẫm hỏi vấn đề khác người nói cho trẫm biết quân tuyệt là ai mỗi dây thần kinh trên người mạnh lương đều thấy đau trong hàm răng gạt ra mấy chữ cự hoàng tiền triều minh thủ không cảm thấy mạnh lương là một người cứng đầu nhưng bây giờ mạnh lương lại có thể một mực chắc chắn có phải các ngươi có quy định là không thể nói mạnh lương người biết rồi còn hỏi minh thủ mỉm cười được rồi ta hỏi ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được mạnh lương quân tuyệt và ngươi tới từ cùng một nơi đúng không mạnh lương không phản ứng minh thủ vỗ hắn một cái mạnh lương nhăn nhó chậm rãi gật đầu minh thủ tiếp tục hỏi hắn là kỳ ngự mạnh lương có vẻ kỳ lạ nhìn nàng như nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng được có thể là sợ minh thù nhìn ra nhưng hắn lại đè xuống cực nhanh hắn cắn chặt răng hiển nhiên không có ý định nói minh thù cũng không thèm để ý tiếp tục hỏi mọi người sau khi trở về sẽ bị xóa ký ức mạnh lương sao cái gì người cũng biết người đều biết cả người còn hỏi cái rắm minh thù kỳ thực cũng không biết nhiều không biết bọn họ tới từ nơi nào cũng không biết tại sao muốn tấn công nàng hoặc giết chết nàng Mạnh Lương hiển nhiên sẽ giữ kín chuyện này. Minh Thù hỏi, hắn hầu như đều lắc đầu, cho dù có đau nữa, hắn cũng sẽ chịu đựng. Xem ra đó là một tổ chức bán hàng đa cấp có kỷ luật. Minh Thù như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Mạnh Lương, thực sự càng ngày càng thú vị. Đồ ăn vặt của chấm đâu? ầm ầm. Từ bên cạnh, tiếng nổ kịch liệt truyền tới, bụi từ trên trời rơi xuống. Rơi đầy người minh thù, trên đồ ăn vặt cũng dính không ít bụi. Minh thù. Người nào đủ thiếu đạo đức vậy, Minh Thù nhìn về phía xảy ra vụ nổ, mấy bóng người từ trong cho bụi bay vút lên, tới giữa đỉnh viện. Có hai bóng người vào căn phòng kia, những người còn lại nhìn chằm chằm nàng. Minh Thù. Tốc độ bọn họ cực nhanh dùng chăn bông bọc lấy cô gái bên trong nhà mang ra ngoài, nháy mắt với nhau, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Làm bẩn đồ ăn vặt của chấm lại còn muốn chạy, kẻ nào cho các ngươi lá gan như vậy. Có lẽ do Minh Thù vô cùng có khí thế, mấy người kia đồng thời đứng lại, quay đầu nhìn Minh Thù. Có người mở miệng uy hiếp, đừng xen vào việc của người khác. Minh Thủ thổi bụi rơi trên đồ ăn vặt, xoa xoa mấy cái rồi cho vào miệng. Xen vào việc của người khác? Minh Thủ vỗ vỗ tay đứng lên. Các ngươi làm bẩn đồ ăn của ta, việc này tính thế nào? Cái gì? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau vài lần, hoàn toàn không rõ Minh Thủ đang nói gì. Đền đồ ăn cho ta, nếu không, các ngươi đừng mơ ra khỏi nơi đây được. Hả? Đùa gì vậy? Mấy người kia không có ý định để ý tới Minh Thủ, chuẩn bị ôm người rời đi một cây diều bay qua, rơi vào nơi mấy người kia chuẩn bị leo tường, diều thẳng tắp đâm vào vách tường. Mấy người kia cứng đơ tại chỗ. Minh thủ thu tay về, chấm đã nói rồi, đền đồ ăn vặt cho chấm, các ngươi có thể đi. Mọi người, bệnh thần kinh.